Ở nhà chị cũng có một người thân mà bị tai biến á, thì có những cái thuốc mà nhiều khi nó hết đột xuất chẳng hạn, rồi mình không có thời gian để mà đến bệnh viện mình mua được, phải xếp hàng rất là lâu, hoặc là có những hôm phải đi rất là sớm để mà bốc số á, mà chờ có khi bắt cả ngày luôn á, thì cái đem đơn ra Long Châu thì mua thì vẫn có. Hãy lựa chọn những đơn vị uy tín để đảm bảo sức khỏe của bản thân và gia đình. Quý vị hoàn toàn có thể ghé chuỗi hệ thống nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc. Đơn vị luôn sẵn sàng cung ứng thuốc theo đơn bệnh viện với giá niêm yết rõ ràng. Kính chúc quý vị có một mùa Tết khỏe mạnh và như ý. Xin kính chào tạm biệt.